cho anh em nha. Bông mẩy mùa 2 này, da rừng mùa 2 này, mới khai thác mấy tuần hôm qua để đánh về 7 triệu nó bắt luôn này. Cho liều lên nha, anh cho anh được nhiều. Hôm qua mới bắt dài thì dương luôn anh. Hụt xe, xem thì ra lùm xe luôn. Lần đi thi, lần đầu đi thi vẽ 7 triệu mà đánh không sợ kim đâu cả. Anh Phước lên bắt con đi về chơi đẹp luôn, đi thi dài mô được hết này. Nên em chia lại cho. Về 2,5 triệu là hạ con thứ 5 này. Ngày qua vẻ 7 triệu lần đi thi lần đầu đi cam hết tất cả các cọc rồi. Nhìn đẹp. Hôm qua nhìn chơi trên Giang thích chơi hoài. Lúc bị hạ là vẫn con chơi mạnh mẽ lắm, nhưng mà có hai nhịp lớn này vào tục này không sân người ta sót kè. Con câu nhiều, con này câu quá vít đó. Cảm ơn Tuấn Vũ nha. À, anh có thôi thì anh thôi thì anh nên gửi cho anh có con bật lem rừng ấy. Con chưa như bật con bị lem thì con này lần đầu tiên đánh này, lần đầu tiên thi về 2,5 triệu là vô năm con đây. Hôm qua về 7 triệu là hụt xe đấy. Thích là lườm luôn, lườm nó vào tốt, lườm nó trượt tốt, bắt cái lúc này chưa tốt, bắt con khoảng 4-5 vòng rồi vào tốt. Con này màu lưng nha, mà con này giữ chim này có hơi xuôi màu thì. Nhưng mà giữ câu nhiều. Điên ơi, tiện quay cho Điên nha. Anh con bông đấy. Hợp hết em ơi. Vẽ 7 triệu con quốc lãng này, chơi ai. Anh em lại cái tin lên đi. Cặp luật này. Cặp luật đây. Khi chưa mở ngủ dậy em quá mệt quá. Ui cái lông hơi nhỏ. Ngày qua nhậu nhiều cả ngày như vậy muộn. Nhậu buổi đêm nên nhậu buổi sáng không thi nè. Lật đây. Lật đây. Búng xe mình là nhất nha.
Hai cần lượt nữa nha anh em. Lòng này vừa sáng qua hôm qua luôn. À đúng rồi. À sáng trước trước ngày, sáng lúc ngày thứ bảy. Lòng mới. Long đi đúng duyên ấy. Long đi có anh lung đồ rồi. Lên làm trên nhà anh lung đồ rồi. Long này sai khoảng đầu là 30-35 năm. Nhỏ hơn bình thường là họ là 25-37 nên làm khoảng đầu này 35 năm. Vì con chim này là nhỏ. Bỏ lòng này là hợp, vừa sai là hợp. Câu vừa phải cũng quả sai. Nhỏ chim đẹp, nhỏ dài, con này cặp lột nó dài, nhỏ nó dài, nhau cặp cạnh này, cặp cạnh dài lắm. Bông người đẹp đấy, bông nó con nhạt lắm á, bông đi chim da đen luôn, ngồi gần ngồi nó nhạt đấy, đùi được chạy. Lông tầm này đi ở Huế có bán, con không thì anh em đặt Sài Gòn ra có mà. Cái lọc này nó bên chắc, cái này 400 mấy á. Đâu bà có lại chúng kịp thương câu hả? Có của Long Long ấy. Anh không biết có lại chúng kịp không, nhưng mà vừa rồi về 2,5 triệu là vào khuyến khích. Vừa rồi về 2,5 triệu nó vào khuyến khích cách đây khoảng hình như 2 tuần á. Con không biết hẳn có chúng kịp ngoài em không? Thì thôi anh hỏi lại thử. Có của Long Long rồi đi. Hôm qua anh xách quân nhớ Pháp hỏi lại. À vậy à, thấy quá, có trúng kịp đó à. À anh biết á. Anh chỉ biết hàng có về thương khích và 2,5 triệu vừa rồi thôi mình. Thật ra lúc thi chuyên gia thầy nó chơi hay, đánh giá nó cao. Quỷ ngủ rồi anh ơi. À, còn một bộ nhỏ lắm. Nhỏ xẻ chim, dài. Đầu mặt là đẹp. Nói chung lấn chê điểm rồi. Đúng làm cái lông mới duyên thiệt sự.
Dương vừa nghe qua muông bông đi chắc nữa, bông đi mua hến quả đây. Chim nó vào xuống sàn lắm. Nhạc ghê. À, cho anh em nhé, đi uống cà phê ra, đi giật chim ra. Chào anh em nhé, em like sau nhé, tí vào cà phê like chim nhé. Chào anh em. Rồi chào anh em ta tắt like rồi nhá. Rồi rồi. Chào anh em nhé, chúc anh em đầu tuần vui vẻ nhé.